giáo hội Hồng Kông, tân giám mục Hồng Kông nhấn mạnh đến tự do tín ngưỡng. Sáng thứ hai ngày 17 tháng 5, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm cha Stefano Chu Thủ Nhân, một linh mục dòng tên, cho tới nay là giám tỉnh tỉnh dòng tên Trung Hoa, làm giám mục Hồng Kông. Đức Tân giám mục được bổ nhiệm để cai quản một giáo phận mang tính chiến lược. Đây là một ứng viên có vẻ dung hòa được giữa mối quan hệ với Bắc Kinh, với ưu tiên cho sự tự do tín ngưỡng vốn rất quan trọng với Vatican. Đôi nét tiểu sử của tân giám mục, cha Stefano Chu Thủ Dân, sinh ngày 7 tháng 8 năm 1959 tại Hồng Kông. Sau thời gian lấy cử nhân và thạc sĩ tâm lý tại Đại học Minnesota, Hoa Kỳ, cha gia nhập dòng tên ngày 27 tháng 9 năm 1984. Từ năm 1986 đến 1988, cha học thạc sĩ tiến sĩ tại Ireland, trở về Hồng Kông từ năm 1988 đến 1993, cha học thần học và được thụ phong linh mục vào ngày 16 tháng 7 năm 1994. Sau khi thụ phong linh mục, cha tiếp tục theo học đại học Loyola ở Chicago năm 1993 đến năm 1995 về phát triển tổ chức và bằng thạc sĩ và tại đại học Harvard ở Boston năm 2000 đến năm 2006 cha lấy bằng tiến sĩ về phát triển con người và tâm lý từng giám mục Hồng Kông đã đảm nhiệm chức vụ sau từ năm 2007 làm giám thị hai trường cao đẳng của dòng tên ở Hồng Kông và Qua Gia Colon. Giáo sư tại Đại học Hồng Kông năm 2008 đến 2015 và làm huấn luyện cho dòng tên năm 2009 đến 2017. Từ năm 2009, cha Stefano làm chủ tịch ban giáo dục của dòng tên ở Trung Quốc và từ năm 2012 là giáo sư về tâm lý tại chuẩn viện của giáo phận Chúa Thánh Thần ở Hồng Kông từ năm 2012 đến năm 2014, là thành viên của Hội đồng Linh Mục của giáo phận Hồng Kông từ năm 2013 đến 2017, làm cố vấn tỉnh dòng và từ năm 2017, thành viên Hội đồng Giáo dục của giáo phận. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 cho tới nay, cha Tê Phinh là giám tỉnh dòng tên Trung Hoa, và từ năm 2020 là phó tổng thư ký hiệp hội các dòng nam ở Hồng Kông. Theo thông tín viên Eric Sewane, tường trình từ Roma, với bằng tiến sĩ giáo dục được đào tạo tại Dublin, Chicago và Harvard, đây là lĩnh vực chuyên tâu của tân giám mục và cũng là lĩnh vực được coi là chiến lược ở Hồng Kông. Vào lúc Bắc Kinh mong muốn đặt lại vấn đề tự do giảng dạy, từ năm 2018, cha chu thủ dân phụ trách dòng tên trên toàn Trung Quốc, tỉnh dòng này kiêm cả Đài Loan việc phong chức giám mục Hồng Kông được coi là một trong những vấn đề khó khăn nhất. Ông giữ khoảng cách với chính quyền Hồng Kông trong lúc những người công giáo đang bị chia rẽ dường như đã mang lại lợi thế cho ông. Một trong những nhiệm vụ mà tân giám mục sẽ duy trì quyền tự do tín ngưỡng của giáo dân trong thành phố, đồng thời khuyên họ tiết chế những chỉ trích đối với Bắc Kinh. Theo hãng tin AFP, trong cuộc họp báo đầu tiên hôm nay, tân giám mục Hồng Kông tuyên bố tự do tín ngưỡng là một quyền căn bản chúng tôi hy vọng sẽ nhắc lại trong những cuộc thảo luận với chính quyền để họ không quên điều này